Một thương nhân cảng cá Trần Côn Đại Đông đã đăng bài viết trên mạng xã hội cho biết, một số ngư dân đã đánh bắt được hơn 400 kg cá mái chèo với gần 40 con cùng một lúc. Loài cá mái chèo theo cách gọi dân gian gọi là cá động đất. Từ trước đến nay khó mà bắt được cả đàn nhiều như thế. Một số ngư dân cho rằng điều này khá bất thường. Một số người thì suy đoán liệu có phải do cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc làm xáo trộn đàn cá hay không. Cá mái chèo có thân phẳng, dài, dẹp, màu trắng bạc, mắt cá to, có vây đỏ trên lưng, hàng chục con cá máy chèo xếp đầy trên mặt đất. Người dân thường đặt cho nó tên là cá động đất. Cá máy chèo thường sinh sống ở vùng biển sâu từ 20 đến 1.000 mét. Chiều dài của cá có thể lên đến 8 mét, là loài cá biển sâu quý hiếm. Trong dân gian, người ta thường nói khi thấy cá máy chèo xuất hiện thì sẽ xảy ra động đất. Một số người cũng suy đoán liệu hiện tượng này là do cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc gây nên vì sử dụng đạn pháo tàu ngầm làm rung động hệ sinh thái đáy biển dẫn đến các đàn cá phải di chuyển lánh nạn. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự, nghiên cứu viên cao cấp của Hiệp hội Chiến lược Trung Hoa, ông Trương Cạnh cho biết, hiện tượng này không liên quan đến bất kỳ hoạt động quân sự trên biển. Vì độ sâu nơi cá sinh sống có khả năng do phương pháp câu cá dây dài. Trên cơ bản, độ sâu này kể cả tàu ngầm cũng không xuống tới được.